nhà hướng Tây Bắc, kiểu biệt thự. Tiền 7 mét từ đây và tới đó 7 mét. Lộ giới trước nhà thì ô tô vô tới. Khu dân cư 91B. Đường Nguyễn Hiền quẹo vô tí. Này sơn chống thấm hoài lại ha. Một hai lầu sân thượng. Một chợt một lầu sân thượng. Hai phòng ngủ rộng. Hai phòng ngủ quá rộng luôn. Phòng ngủ có phòng tắm trong đây thôi, sẽ đồ cao cấp, cao cấp. Gà. Tận mấy lần. Ở đây cũng có tấm.